À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của nhà Pompey cùng với viện nguyên lão để khôi phục lại nền Cộng Hòa của La Mã. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã đưa quân đội của mình đến một loạt các cái vùng đất ở thuộc cái bán đảo Ban Căng. Và thực tế là mình đã kiểm soát được hầu hết bán đảo Ban Căng. Tuy nhiên là những cái vùng rất là giàu có của bán đảo Ban Căng thì mình lại chưa kiểm soát được. Đó, ví dụ như vùng này và vùng này. Đây là những cái vùng này thì có vựa lúa mì và sắt, vùng này thì cũng có vựa lúa mì này. Và cái vùng Noreria này nữa này. Vùng này có sắt này. Mình rất muốn kiểm soát nó nhưng mà nó lại đang nằm dưới sự kiểm soát của cái thằng người Đức này. Ở tập trước thì mình đã bắt đầu tuyển được đội cung thủ Creighton Archer và bắt đầu cho vào quân đoàn. Các bạn có thể nhìn thấy chỉ số trên trời luôn. Đam tại 100, đam 50, một con số với một đơn vị tầm xa như vậy là quá khủng khiếp. Và các bạn nhìn này, đấy. Có lẽ cũng hết được để làm rồi nên chắc là mình sẽ qua lượt. Mình xem nào. Có thể là mình sẽ qua lượt đấy. Patrick, ấy giả, cộng vào trung thành Mark là cộng tiếp con này đi. Mình rất cần điểm ngoại giao, cộng 5 trung thành cho 5 lượt. Ơ ngọt, tốt, cứ thế mà phát huy. Ôi à, các thanh niên đã lấy vợ chưa? Ở đây thanh niên này lấy vợ được này, cho lấy vợ đã. Bổ nhiệm cho các cái tướng lĩnh của mình nó một chút xíu để nó tăng cái mức độ ảnh hưởng của gia tộc chúng ta lên. Em này lấy chồng được rồi, cho lấy chồng luôn. Đấy, chúng ta sẽ bổ nhiệm lên để có thêm thành viên trong gia tộc của chúng ta. Đấy. Cho nó lên. Bổ nhiệm nó lên một chút xíu, dù sao nó cũng là thành viên của gia tộc. Được rồi. Như vậy là trung thành bị giảm một xíu nhưng mà chúng ta điểm uy tín của chúng ta đã tăng lên rồi. Đây, Gallius Pompey Marcus, đây là người đã cùng với Caesar là một trong ba tam đầu chế của La Mã và ông ta đã chết trong cuộc chiến với La Mã với Caesar. Rồi, đây là vấn đề lịch sử và bây giờ thì chúng ta đang hết lương thực, có nghĩa là mình sẽ tập trung vào phát triển lương thực đã. Cái gì nó tăng lương thực ạ? Nếu không là mình có thể hết lương thực, mà hết lương thực thì không làm được cái việc gì cả. Được rồi, tạm. Tình hình bây giờ là cái khu vực phương Bắc này khá là bất ổn. Đánh nhau loạn xạ, đấy. Đánh nhau loạn xạ và thằng này thì thật sự thì bây giờ mình không biết phải làm gì với cái thằng Ai Cập này. Gây chiến với nó bây giờ chưa phải là một giải pháp tốt. Thanh niên này cũng vậy. Hachia. Đó, rồi thằng Pachia thì đang thân với mình à. Ây da ơi, thanh niên này. Ồ, chứ thanh niên này sắp dẹo rồi. Còn mỗi một tỉnh duy nhất này. Thanh niên này mình xử một cái đề án. Well met friend. Thằng này nó kiểm soát. Ôi, lãnh thổ nó rộng phết đấy. Gây chiến với nó không phải là điều tốt. Thanh niên này chắc sắp đánh nhau với thằng này rồi. Điểm trừ rất mạnh. Mình đã tính toán đến một cái phương án, đó là mình sẽ tăng cái điểm ngoại giao với thằng Ai Cập để có thể mình sẽ mua lại một số các cái vùng đất của nó nếu như may mắn. Mình không muốn chiến tranh nhiều. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ cho quân đoàn này sang và tiếp tục xử lý cái thằng Mark Antony bên này đã. Destination reached.
Các bạn sẽ trong cái chiến dịch này mình sẽ không dùng nhiều giải pháp quân sự. Để mình có một cái sự chia sẻ với các bạn là các bạn chơi, các bạn đừng có dùng là một thằng tướng võ biển chỉ biết dùng cầm cái kiếm đi để giải quyết thế giới. Các bạn đã biết rồi, lần trước chúng ta đã dùng một cái giải pháp ngoại giao và chúng ta đã mua lại được cái tỉnh này đúng không ạ? Đó là một cái việc không đơn giản đâu nhá. Các bạn sẽ phải dùng ngoại giao và mình, bạn có thể thích, nhưng mình thì mình sẽ thích dùng ngoại giao hơn là dùng giải pháp quân sự. Tùy các bạn, thế nhưng mà mình đây là mình chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm mà mình thích. Thì ở đây là mình thích chơi bằng giải pháp ngoại giao hơn. Có thể mình sẽ gửi các cái quân đoàn lên phương Bắc và đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, để mình muốn có một cái sự ổn định ở phương Bắc. Cần một quân đoàn chủ lực chứ không phải chỉ là các đơn vị đồn trú ít xíu xíu quân thôi kia. Đấy. Đã có một vụ vớ vẩn ở thành phố. Lập lại trật tự trị an. Mình chả thích lập lại trị an. Thích cho nó bạo loạn luôn cho nó vui. Đây rồi, lương thực của cả. Bây giờ chúng ta đang hết lương thực nên là mình sẽ ưu tiên phát triển lương thực trước. Cái khác mình sẽ tính sau. Và à, từ đó nhỉ, xem phương Bắc này thì có thể mình sẽ phải bổ sung quân đoàn nào không. Chắc không. Chắc là không. Phương Bắc khá ổn rồi. Quân đoàn này có lẽ sau khi trao cái đơn vị quân thủ cho thằng này thì chắc là nó sẽ đứng ở đây thôi, gác đây thôi. Bởi vì nó thủ ở đây là chính. Và có thể là cái quân đoàn này nó sẽ về để nó thành lập thêm một quân đoàn full. Còn lực lượng này thì chuẩn bị. Mình nghĩ là để lượt sau đi, nhưng chuyển quá tầm nó lại đánh cho. Bây giờ ấy thì quân đội của mình gần như không phải lo lắng quá nhiều vấn đề đâu. Bởi vì là một giải pháp làm đến minh quân sự. Tôi trước tới này không thích làm đồng minh quân sự, tôi thích một giải pháp như thế này hơn. Nó thích làm đồng minh quân sự nhưng mà mình lại không thích. Rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng kiểm soát cái khu vực phía bên này của bờ bãi. Lượt sau mình có thể nâng được rồi. Nâng cái này đã. Left Sleep, tăng tinh thần chiến đấu. Venetian. Cộng 5 trung thành tiếp à? Cũng tốt. Sao cái phe này nó thấp thế nhở? Tiếp tục cho nó đi ngoại giao tiếp vậy. Ngoại giao với thằng Ai Cập cho anh. Để tăng cái điểm ngoại giao lên. Chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung thêm các quân đoàn nữa. Quân đoàn này chắc chắn mình sẽ về đây để mua thêm quân. Và mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa đó. Điều đó là chắc chắn. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp nhà cửa lên. Cái vùng này thiếu lương thực quá nhỉ. Xây cái ruộng ở đây đã. Thế nó mới cân bằng được. Mấy thằng mấy thanh niên đi đâu hết rồi, bỏ thành không như này à? Bỏ thành không như này à? Wow, tường thành cấp 4. Quái trưởng. Mình cũng không cần nhà xe bắn đá ở đây.
cái vùng này mình nhớ không nhầm thì nó phát triển mạnh về lương thực, thực phẩm. Nếu mình kiểm soát được đến đây thì mình sẽ đánh xuống đây được, và nếu cần thiết thì mình sẽ xử lý thằng Ai Cập. Nhưng mà bây giờ chắc chưa phải lúc đâu, nhưng mà người lâu về già mình sẽ phải tìm cách xử lý thằng Ai Cập. À, thằng Lepidus và thằng Ai Cập đánh nhau qua lại vùng đất này. Tốt rồi. Lepidus, chúng ta cần vài lượt nữa để vài lượt nữa mới có thể có được cái đội thuyền chiến này. Mình đánh chiếm nốt cái cảng bên dưới kia là mình sẽ chặn đứng cái đường tiến ra biển của thằng Mark Antony à? Ồ, nhưng mà nó vẫn còn các cái cảng khác, rất nhiều cảng, chưa thể chặn ngay nó được. We have fine goods, có một thanh niên này. And you doubtless have much that we would find desirable. So, are we to have trade? Úi giời ơi, ngọt thế. Tự dưng ở đâu chui ra một cái thanh niên nào nhỉ? Trade này. Viên Titan cấp 10. Ồ. Tới nhá, để anh xem nào. Hình như nhà mình chúng ta vừa mới tìm ra thêm được vài cái thanh niên mới nổi. Đây rồi. Well met, friend. Trade xem nào. Ôi ngọt thế, ngọt nước quá. Me to anger or agreement, as you wish of them. I thank you for the offer, but we are not wet nurses for weaklings. Rồi, hay quá. Chúng ta lại chơi được thêm với một thanh niên nữa. Các bạn có thấy không? Thằng này thì nó là đệ của thằng Lepidus, trong khi mình thì lại chiến tranh với thằng Lepidus. Đấy. Thằng này nó là đệ thằng Octavius, nhưng mình lại chiến tranh với thằng Octavius. Thật là thú vị khi chúng ta vừa là bạn vừa là kẻ thù với một mối quan hệ ngoại giao phức tạp. À chết rồi, thằng này chiến tranh với thằng này rồi. Thằng này thì lại chiến tranh với căng nhỉ. Bây giờ mình làm ngoại giao đu dây à? Mình không thể chơi với cùng lúc nhiều thằng được. Như vậy là một cái giải pháp không hay lắm. À, chúng ta đang tăng điểm ngoại giao với thằng Ai Cập. Điều đó là rất tốt. Mình sẽ cố gắng duy trì. Chúng ta sẽ cố gắng giải quyết hết. Nếu như chúng ta có thể kiểm soát được cái vùng biển bên này thì ui sợ quân đội của nó mũi quá nhỉ. Ở đây có một cái cảng biển này, có cái nhà lính này, tốt rồi. Để mình sẽ bỏ cái trà lính sau nhưng chưa phải lúc này. Thủ đô lại đặt ra cái hòn đảo này, chịu chết. Ôi ôi. À, thằng Pachia nó đánh ra tận đời Syria rồi. Như vậy thì thằng này không còn nhiều quân nữa. Này không còn nhiều quân nữa rồi. Vậy là mình có thể ngon rồi. Chúng ta trade được thêm khá nhiều thanh niên và chúng ta đã kiếm được thêm khá nhiều tiền. Mình nghĩ mình sẽ cho quân đoàn này mua quân đây và sang bên kia mua quân tiếp, rồi chúng ta sẽ cử nó lên phương Bắc. Cử nó lên phương Bắc. Rồi. Sẽ có quân đoàn phương Bắc ở trên này. Mình sẽ dùng cái đội kỵ binh này hay là đội Lê Dương nhỉ? Lính này cũng hay mà. Thôi, mua đội Lê Dương.
Chị An của chúng nó đang tập tụt như vậy thì sắp có nổi loạn rồi. Nhưng thằng này thì nó sẽ khả năng nó sẽ tấn công thằng Ai Cập. Nếu có thể mình muốn chiếm cái vùng này lắm đấy, nhưng mà khó. Ở chỗ này có hai thanh niên châu Phi. Tiếc là mình chưa mở cái map chỗ này ra. Mình có thể cho cái thuyền ra đây để mở map được, để mở được, nhưng mà mình không cần thiết. Thực tế thì bây giờ diễn biến có vẻ hơi khó lường nhỉ. I am honored to receive this embassy. Diễn biến có vẻ hơi khó lường. Thôi được, để mình xem mình thân được với thằng Ai Cập nữa. Có thể mình có thể điều quân xuống châu Phi nữa cũng được. Điều thêm các quân đoàn xuống châu Phi. Hiện tại bây giờ mình có thể thành lập thêm được một quân đoàn nữa, đúng không? Phương Bắc này. À, con này nó lại rình mò nhà mình này. Cho thanh niên này vào đây đứng nhá. Phỉ thật. Thành lập một quân đoàn nữa đây vậy. Cho quân đoàn của nhà Viri đi. Rồi, bây giờ thì mình có thể yên tâm rồi đấy. Thằng này chắc không dám đánh vào đây. Với lực lượng phòng thủ như này thì nó không dám đánh rồi. 13 cộng với quân phòng thủ đây nữa, chắc chắn là nó sẽ không dám đánh. Rồi, nền kinh tế của chúng ta bây giờ thì rất tuyệt vời rồi. Chúng ta có hoàn toàn có thể tự chủ được nền kinh tế. Và với cái nền kinh tế như thế này thì hoàn toàn cho phép chúng ta có thể sống được. Cái xe bắn đá sao mất nhiều một quân này. Mà đội cung thủ của chúng ta thì rất tuyệt. Thì lý thuyết ấy, các bạn nâng skill cho tướng đây. Ví dụ như mình chỉ đây tướng này mắc skill cho 9 à. Thôi được, để khi nào nó có thì mình sẽ thể hiện cho các bạn. Nhưng mà các bạn có thể nâng vào, đối với quân đoàn thì các bạn nên nâng vào cái này, mắc cho mình. Cái này nó sẽ tăng cả năng phòng thủ này, khả năng phòng thủ này, giáp này, và khả năng tấn công tầm xa cho các đơn vị cũng tầm xa này. Cái này thì rất tuyệt vời luôn. Cái này nó sẽ tăng tăng morale này cho tất cả các unit trong trận tiến này, đồng minh trong trận chiến này, cộng 30% tinh thần chiến đấu, 16% vào giáp và trị an cho cái vùng đất mà nó đang đứng. Đấy. Các bạn có thể chọn cái có một cái nữa là cho kỵ binh thì tùy, như cái này là cho bộ binh này, các đơn vị lê dương này. Mình thì mình hay nâng như vậy vậy cho Rome, và còn các bạn thì chắc tùy. Nhưng mình nghĩ là tướng các bạn lên cộng nhiều vào xảo quyệt. Khi mà tướng mà xảo quyệt cao ấy thì nó cũng có nhiều khả năng để ngăn chặn đối phương, nó có khả năng tấn công của gián điệp đối phương. À, tiếp tục có một điểm ngoại giao nữa, chúng ta sẽ do thám vùng này. Rồi, thằng này nó định đánh ở đây rồi, nhưng mà khó đánh là thằng Ai Cập đấy. Mình sẽ lại đục nước thả câu đây, mình xem thằng Ai Cập như nào mình. 15 điểm, không cải thiện được mấy nhỉ. Em này thông số của nó là cái gì? Mấy em này toàn tăng khả năng có con. Mình cần rất cần điểm ngoại giao của thằng Ai Cập này. Để tăng lên một chút xíu nữa.
Ôi giời, có vẻ như sắp có chiến tranh ở đây à? Mình rất thích điều này. Nếu có một cuộc bạo loạn ở đây thì rất tốt. Đang cần tài nguyên sắt mà bây giờ chúng ta lại không có. À, quân đoàn này à, tấn công đây phát xem nhỉ? 17, ái chả, 20 cả, thôi rút về. Lượt sau chúng ta sẽ tấn công cái thành này. Nó có hai quân đoàn ở đây rồi, thật khó cho mình có thể tiến vào đây đấy. Nhưng mà không sao, tình hình ở đây có vẻ không biết thằng nào sẽ chiến thắng, sẽ nghiêng về phe thằng nào, nhưng mà mình phải chuẩn bị tất cả cho mọi tình huống. Mình sẽ chuẩn bị tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Mình sẽ đục nước thả câu khu vực đó, nhưng mà muốn làm kiểu đó thì chúng ta cần phải có quân đội. Nói chung thì sắp chuẩn bị trận chiến. Hải quân của mình sắp được phát triển rồi, bởi vì chúng ta đã có lực lượng hải quân khá. Ủa, tiền của chúng ta đang lên. Chúng ta mặc dù phát triển khá nhiều quân, chúng ta cũng đang có khá nhiều tiền. Rồi, tiếp tục cho thanh niên này sang bên này để mua quân đã. Về đây để mua quân. Sẽ có một quân đoàn phương Bắc được thành lập ở đây. Quân đoàn phương Bắc. Ô, nó vác một cái thuyền sang đòi đánh nhau mình. Thằng này bị điên này. Rất may là mình chưa đập cái nhà lính đi. Mình cứ để lại đây một chút xíu, có thể để sau đấy mình đập. Chưa phải lúc này. Đấy. Giờ là... Ái chà. Nó bị ám sát spy của mình. Can you not attack these folk? Your bravery is... No. Anh chưa sẵn sàng cho những trận chiến kiểu như vậy. Có thể anh còn phản bội mày để anh độc chiếm cái vùng đất đó. Kẻ thù ở cổng. Commander. Will escape. Our advance has been halted. Quân đoàn này của nó chạy ra đây à? Thế thì mình phải khử quân đoàn này của nó á. Tiếp theo mình sẽ làm gì? Rồi đây, Emperor của chúng ta lên cấp 10, có nghĩa là cấp cuối cùng các bạn ạ. Tướng cấp cao nhất. Các bạn có thể cộng sang cái nhánh bên này. Nếu các bạn cộng sang nhánh bên này thì nó sẽ tăng 6% attack ranger cho Mystic và kỵ binh, đúng không ạ? Tuy nhiên là mình đã cộng vào cái này rồi thì mình sẽ không cần cái đó nữa, nó cũng tăng 6%. Thế nên là tại sao mà cái nhánh tướng của mình chủ yếu cộng vào cái xảo quyệt. Cái này thì nó giảm áp kíp đấy, nhưng mà mình thì cũng chẳng cần, áp kíp mình không thiếu. Cái này thì nó tăng cooling, giảm áp kíp cho lính đánh thuê. Second Win Group, à! Cái này nó sẽ tăng một cái skill ngọn gió thứ hai. Cái này nó sẽ tăng dạng kiểu chiến đấu cho binh sĩ hô hào. Group này, Impressible. Cũng được nhỉ? Thêm một cái skill nữa cũng được. Dù sao thì cái này của mình mắc vào đây. Mình cộng rất nhiều nó vào giáp này, các bạn nhìn thấy không? Giáp và di chuyển này. Mình chủ yếu tướng của mình cooling rất cao, các bạn nhìn nhá. Đây này, mình rất nhiều cộng vào cái này. Nó cộng 22% khả năng chống lại các cái điệp viên của đối phương, các bạn nhìn thấy không? Đấy, khả năng phòng thủ trước các cái điệp viên của đối phương. Đấy. Cái đó rất quan trọng, bởi vì là tướng của bạn ra trận là suốt ngày bị chúng nó đầu độc, bị ám sát thì các bạn mệt lắm đấy.
khó là đánh nhau. Nhưng mà tướng của các bạn là nó có chỉ số thế. Nhưng mà tuy nhiên nó vừa ám sát chết cái thằng hero của mình rồi, nhưng mà chắc vài lượt nữa là nó hồi lại thôi. Không sợ. Hero của mình vừa bị dẹo rồi. Ở đây thì mình sẽ lựa thêm một em spy để có thể làm việc thêm. My skills are yours. Để lý thuyết thì mình cũng thể đập thằng này, nhưng mà chắc chờ quân này sang đánh hay hơn. Commander. Rồi Latin. Chúng ta cần nâng cấp nhà cửa lên để có thêm tài nguyên thiên nhiên khoáng sản. Chúng ta có khá nhiều tiền. Bây giờ là lúc chúng ta phải cân bằng phát triển đồng thời cả kinh tế lẫn quân sự. Nói chung thì phương Bắc này là ổn rồi. Mình không nghĩ là không phải sợ thằng nào hết. Với một cái lực lượng như này mình hoàn toàn có thể phòng thủ tất cả cái khu vực phương Bắc này rồi. Vấn đề còn lại là bây giờ mình muốn biết xem thằng này nó chiến tranh hết cả khu này à. Thanh niên này mình sẽ cho đi ngoại giao. Có thể mình sẽ đòi cái muốn mua lại một cái vùng đất của nó nhỉ. Đây, mình muốn mua lại một cái vùng đất của nó. Thôi được rồi, qua lượt đã. Mình sẽ muốn mua lại cái vùng đất nó vừa mới chiếm được. Từ từ, từng bước chúng ta sẽ kiểm soát được. Có lẽ đó là cách hay hơn. Giải pháp quân sự không phải là một cái giải pháp mà mình giải pháp dùng quân sự để kiểm soát các vùng lãnh thổ thì nó không phù hợp lắm với cách chơi của mình. How can I help? Lại có một cái vụ gì đấy? Vừa chứ mấy cái thứ tào lao này mệt thật. Nó báo thằng chính trị ra nó hồi lên ở đâu ấy nhỉ? À đây à? Em spy này. Nó không thể ám sát được à? Nó đầu độc à? Chưa đủ cấp. I have seen it done. How may I serve you? General cộng 5% khả năng tấn công chống lại Agent và General. Ăn cắp. Hồi máu cho quân. Thanh niên này đứng ở đây hơi lâu ấy. Cái nhà lính này thì ở cái vùng này nó lại không có cái lính gì cho ra hồn cả. Cho nên là có lẽ mình sẽ đập nó đi. Nhưng mà trước tiên là mình sẽ phải xử lý thanh niên này đã. Mày ha bưởi. Rồi. Bọn này thì nó thủ trong thành, chúng ta cứ cho xe bắn đá, chúng ta cẩu nó phải ra. Và việc đầu tiên của chúng ta là thiết lập đội hình. Và chẳng có gì khó cả, chúng ta cứ lập đội hình và cầu thủ thôi. Nhiều anh nghe hỏi tại sao mình lại thiết lập cái đội hình thang không đấy.
Đối với trường hợp mà đối phương nó không có nhiều kỵ binh thì các bạn cứ thiết lập bình thang không đánh cũng được. Nhưng mà nếu như chúng nó có đối phương có nhiều kỵ binh thì các bạn không nên. Bởi vì là nếu chúng có kỵ binh mà các bạn không có cái hình thang của bạn mà không có đáy thì các bạn sẽ không thể phòng thủ đâu. Và trận này là trận cung thủ Creighton Archer ra trận lần đầu tiên. Mà mình muốn biết xem là vào trận này sao Ranger lại có 100 bao nhiêu này? Nó bị trừ cái gì nhỉ? Hay nó ghi nhầm nhỉ? Tâm bắn vẫn bình thường mà. Chắc nó ghi nhầm. Lát à? Tâm bắn mình thấy vẫn bình thường mà. Xa đây. Có kỵ binh nhưng mà chỉ là đạo tướng thôi. Marcus Megatus ở đây này, khá nhiều kỵ binh đấy, khá nhiều kỵ binh đấy. Nó cao cho nó không tấn công, nó khá nhiều kỵ binh nhỉ? Nó nhiều kỵ binh vậy thì mình không nên tấn dâu cao quá. Tướng của chúng ta có rất nhiều skill luôn. Randy và cái này, ôi, second win, second win, tuyệt. Như vậy thì có thể boost cho quân khá nhiều. Bắt đầu bắn nhau rồi à? À, bắn nhau rồi, tốt. Ai giả? Sao mà nó ăn được cái cung thủ mình ấy? Bọn nó ăn lao này đam nó đau hơn. Lính của mình bắt đầu cũng bị... Ai giả? Lính của mình ném cái đụng. Ai giả? Lê Dương sắp... ăn rồi. Ui, nó có đội kỵ binh ở phương đông à? Tướng của mình rồi. Búp cả hai cái cho quân đội lên. Ok. Tinh thần chiến đấu suy giảm á. Riders at the double. Có vẻ như mình không đấu được cái như ban đầu. Gì đấy? Bắn nó cho anh. Không sợ. Mình thấy nó nghe. Many troops awaiting orders. Pack them down. Legionaries. Tướng của chúng ta từ cấp 10 không phải sắn. Quá nhiều kỵ binh nhỉ. Có thể mình sẽ bắn tên thường cho nó nhanh. Bắn tên xuyên giáp này nó chỉ dành cho những đơn vị bộ binh hạng nặng mới cần bắn tại.
giusto? Rồi, độ công thủ của mình đa của nó cao lắm nên là không cần phải đa dùng là heavy shots làm gì cả. Đội kỵ binh của nó, đội kỵ binh của nó có vẻ lì nhỉ. Tinh thần chiến đấu của binh sĩ cứ lên. One of our units has used all its ammunition. Swift melee cavalry. Rồi. Đứng lui ra đây các em ơi, để nó tiến vào. Các bạn biết tại sao hàng thủ khỏe tướng của mình tướng cấp 10 và quân đoàn mình. Quân đoàn mình cấp rất cao nên nó bút rất mạnh. Ở đây một cột, ôi ôi, pháo rồi đó. Xong. Thế thôi à? Thế thôi à? Nó cũng quá nhiều lính Lê Dương, nó cũng có Fiscal Hawk giống mình đấy chứ. Trận này nó rất nhiều kỵ binh. Đấy, chúng ta chết khá nhiều quân với cái thằng kỵ binh phương Đông rồi kìa. Nói chung thì kỵ binh của phương Đông nó vẫn là rất chất các bạn. Commander! At once! Tướng của chúng ta nó có ban đầu thì căn bản nó đã có sẵn cái skill này rồi các bạn. Đây này, nó giảm khả năng tấn công của các điệp viên đối phương rồi. Thế nhưng mà nó khi có thêm cái skill này nữa thì nó lại tăng càng tuyệt vời luôn. Nó thêm có thể stand and fly, đứng vào chiến đấu kìa. À, được đấy. Sao thằng này vào quân đoàn đấy? Thằng này vào quân đoàn nó búp thêm cho tướng khá nhiều nữa. Lúc nãy không có thằng này. Giảm upkeep, tăng khả năng phòng thủ trước gián điệp của đối phương. Cộng 10%. Thế thì rất khó cho quân địch có thể tấn công tướng của mình. Ở đây nữa. Chuẩn bị nhá. Anh khắc xuống hỏi thăm với mày. Ai 26.000. Tiền của mình lên rất nhanh luôn. Tiền của mình đang lên rất nhanh. Đang lên rất nhanh. Không cần. Từ từ, đây vùng này, à đây rồi. Có nhà lính này có thể tuyển được đội đội cận vệ rồi. Khỏi, vùng này không cần. Kinh tế của mình bây giờ là khá ổn. Bây giờ một cái vấn đề đau đầu là thằng này. Làm sao mình mua được đất của nó nhỉ? Nó bị chuyển thủ đô sang kia rồi. Khả năng sẽ bị tiêu diệt trong một vài lượt đấy. Chắc thì mình sẽ phải thân với thằng này thôi, chứ chả có cách nào khác cả. Nhưng mà vấn đề là bây giờ mình cần phải thân với thằng Ai Cập rồi. Phe này có vẻ ít hơn. Viri. Cho nó lấy chồng đấy. Thằng chồng cho đi làm ngoại giao phát rồi. Hai xảo quyệt.
quân đoàn này mà được cử lên phương Bắc thì tuyệt nhỉ. Ready for battle. 1, 2, 3, 4. À đây rồi. Chúng ta có thể phát triển các lượng hạm đội đây rồi. Bảy chiếc à? Bốn chiếc. Còn hạm đội nào đâu nữa nhỉ? Ủa? Sao mình ít hạm đội thế nhỉ? Một cái hạm đội nữa đóng ở phía nam à? Đây à? Rút về đây để mua quân à? Mình sẽ cần thêm các hạm đội để có thể đi gây đòi hỏi quyền lợi của chúng ta trên biển. Khỉ thật, lại đuổi đánh mình. Cho nên mình chạy thì mình lại không mua được quân. Tỷ lệ mình thắng rất thấp. Nhưng mà mình hoàn toàn không sợ những trận như này đâu. Cái tỷ lệ thắng thua ấy, nó không phải là không có cơ sở đâu các bạn. Nó tính toán là hợp lý. Nhưng có điều là khi các bạn đánh, các bạn sẽ có thể biết được điểm mạnh và điểm yếu của quân mình như thế nào, để mà các bạn có thể khắc chế được một số cái điểm yếu của chúng ta trong trận chiến như vậy. Tất nhiên là như vậy rồi. Và chúng ta sẽ lã vào tiền chỉ huy của nó trước. Trận này thì vâng, mời các bạn xem một trong những trận đánh mà mình sẽ đánh theo phong cách gọi là liên hợp. Mặc dù trận đánh này về mặt tương quan lực lượng chúng ta đang yếu kém hơn đối phương rất nhiều. Với một kẻ địch mạnh hơn thì chúng ta phải làm thế nào? Và bây giờ đây là câu trả lời của mình. Tương quan lực lượng chúng ta đang thua. Được, để ta xem những mẹ làm cho gì. Our general is under attack. Rồi, húc luôn cho anh. Húc luôn cho anh. Tiếp tục húc. Nó định ném mà. The men are wavering. Oh, bình tĩnh đi em. Ôi, sập hết chiếc thuyền của mình rồi. Mày chìm chưa? Artillery at your command. Orders as you command. Artillery awaiting orders. The battle is turning in our favor. Sao nó có cái thuyền nó vọc ra sau này nhỉ? Mình đã hút chờ chìm phái hạng đó rồi. Ok. Ai chà, nước mất cái thuyền kia không nhở? Mình chỉ bị bắn có một tí xíu thôi mà. Đó, tương quan lực lượng thì chúng ta thua. Rồi, chúng ta không mất quân đâu. Bởi vì chưa mất toàn bộ. May hà bưởi. Cái gì? Lại một Philos.
Đô đốc hải quân của chúng ta lên cấp. Và đồng nghĩa với việc đó là ông ấy tăng morale. Rồi tăng morale đi. Lên đây. Bây giờ thì hạm đội này sẽ mua lính thủy quân lục chiến. Hai cái thuyền này thì về căn bản nó cũng giống nhau thôi. Nhưng có điều cái thuyền này thì nó sẽ có tháp bắn. Nhưng mà cái tháp bắn đấy thì nó cũng chẳng tác dụng gì khi các bạn dùng quân đổ bộ. Nên là mình sẽ mua cái đội này cũng được rồi. Và chúng ta sẽ thành lập quân đội này. 9 lượt nữa chúng ta sẽ có đội cận vệ đầy cuối. Và sau đó thì mình sẽ phải nâng cấp nốt vào đây để lên nốt kỵ binh. Lúc đó chúng ta sẽ phát triển bộ binh và lúc đấy thì quân đội chúng ta sẽ làm cực mạnh luôn khi có các đội cận vệ. Nhưng mình không chắc là mình có muốn chơi toàn bộ cận vệ không, bởi vì là mình cũng muốn nó đa dạng trong quân đội. Có thể là mình sẽ sử dụng thêm cả đội Lê Dương Phượng Hoa Đại Bàng, một trong những đội Lê Dương có thể nói là thiện chiến bậc nhất của La Mã. Một cái nền ngoại giao đường dây không phải là một sự lựa chọn tốt mà mình muốn. Nhưng mình có lẽ không có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta sẽ cố gắng kiểm soát hết khu vực này. Tướng của chúng ta lên cấp 10 có nghĩa là cấp cuối cùng. Với cấp độ này thì hầu như mình chắc cũng không phải sợ nhiều cái địch. À, thử xem cái nhà thuyền ở đây nó có tuyển cái thuyền gì hay không. Sao cái thuyền chẳng có cái thuyền gì, vì cơ bản là không có cái thuyền gì hay cả. Như vậy là mình đã kiểm soát được một cái khu vực khá yên ổn ở vùng này. Chà, lãnh thổ nó ra tận đây cả, mà chắc mình khó mà tiến được ra vùng này. Có một tiếng ra vùng này, Syria. Chưa biết mình nên phát triển mỏ sắt ở đâu. Nếu mình phát triển mỏ sắt thì mình sẽ chiến tranh với thằng này à? Hoặc nếu không thì mình sẽ dùng giải pháp ngoại giao nhỉ? Để mua một số vùng đất của nó. Bây giờ chúng ta có một cái nền kinh tế khá thì chúng ta cứ việc đi ngoại giao đấy. Việc đã ổn. Khi chúng ta có hải quân thì có thể mình sẽ có thêm nhiều phương án phòng thủ như tấn công khác hay hơn. Còn trong trước mắt thì mình chưa có, mình cứ tạm thời dừng như này. Tích tiền và nâng cấp công nghệ chuẩn bị cho trận chất chiến sắp tới. Nếu như trường hợp thằng Ai Cập mà mình không thể đàm phán được với nó thì mình có thể dùng giải pháp quân sự để mình giải quyết khu vực châu Phi bằng các quân đoàn mình cử từ vùng Ý xuống. Việc đó là không khó đúng không ạ? Rồi Ai Cập. Liên tục là các cái giải pháp ngoại giao mà chưa thể chưa đem lại kết quả cao lắm nhỉ. Hay quá, lại tiếp tục được cộng 5 chữ 5 điểm trung thành. Cái thế này thì ổn đấy. Trung thành của các phe khá cao. Rồi. Hạm đội này là sẽ ra đây và có thể để mua quân. Rồi, hạm đội này một lượt nữa là chúng ta sẽ có hạm đội full đầu tiên. Và nhiệm vụ đầu tiên là đánh đuổi thằng này.
Còn hạm đội kia nhiệm vụ đầu tiên sẽ là kiểm soát lốt cái tỉnh này cho anh. Đấy, kiểm soát lốt cái tỉnh này. Vấn đề đây là một vấn đề rất là căng thẳng. Khi mà quân của đối phương nó lại ở những vùng lãnh thổ rất này, nó lại có những cái tài nguyên rất quan trọng này mà mình khi mình cũng có, mình chưa muốn tiến xa hơn. Cần thêm những quân đoàn nữa đánh xa khu vực, đánh xa khu vực này. Và bây giờ thì còn đây là phương Bắc. Swift and silent. Thằng người đích này quá mạnh. There is more I could do. Liên chiến với nó lúc này chưa phải là một giải pháp hợp lý. Có thể mình sẽ giữ cái tình huống như thế này một chút nữa để mình ổn định. Có một thành viên trong gia tộc, hai thành viên trong gia tộc của chúng ta đã trưởng thành. Đây à? Đây nữa. Lấy chồng nào kìa, cho là lấy chồng luôn. Điểm trung thành đang cao, để tăng uy tín vai chúng ta lên. Bao dài vẫn chưa thể tăng lên được, vẫn bị các phe khác nó. Thanh niên này lấy vợ được này, vợ nó cũng phải tăng. Mấy thanh niên này chưa lấy vợ được, 55 điểm rồi, phần trăm rồi. Rồi chúng ta cứ giữ cái mức này nào. Trung thành các phe nó ở mức cao. 7 lượt nữa để có thể nâng cấp được công nghệ. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên, xua đuổi hạm đội của rồi. Xong hạm đội này thì mình sẽ thành lập tiếp các hạm đội mới này. Chúng ta sẽ thành lập thêm các hạm đội này, các của các gia tộc khác. Ôi dồi ôi, nhà Popeye chúng ta đông quân thế. Trừ 5% khả năng tinh thần chiến đấu của đối phương à. Skill hay đấy. Ngon nhỉ. Mua thêm một cái thuyền nữa này. Rồi. Tiếp tục thành thập trên các hạm đội à. Mình chỉ sợ kinh tế của mình nó lại không gánh được thì chết dở. Sau đó thì có thể rút các quân đoàn về. Pontus đội hình pha lăng, mình rất không thích điều này. Numia được khôi phục. Please be seated and take wine to cool the head before we hit the day with. Ai Cập nó kiểm soát được toàn bộ vùng này rồi. Thằng này nó cũng không ưa thằng Rome nữa rồi. Nếu có thể thì mình muốn thằng Nubia này nó trở thành chư hầu của mình nhỉ. Greetings my friend, greetings. I think it'll be... I came as a supplicant and the gods have granted...
khu vực này thì mình vẫn đang cố gắng giữ thôi, mình cũng không có mối những tiến xa hơn. Thằng này nó kéo quân lên đây à? Ôi ôi, Void City. Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Thằng nào dám vào đây? Ái chà, ngon thì cứ vào. Cố gắng đàm phán ngoại giao để kiếm lãnh thổ được không nhỉ? A token, perhaps a modest gift of coin. Cố gắng đàm phán ngoại giao để kiếm lãnh thổ. Giảm phí tuyển luyện kỵ binh hay là rank cho kỵ binh. À, có một thanh niên mới nổi vừa mới tách ra thành lập một cái đảng chính trị riêng này. Thanh niên nào đây? Nero. À, nó là một thành viên của gia tộc của chúng ta đã được tách ra. Thằng Nero à? Mày ở đâu? Thằng Nero đâu? Thanh niên này chính thức đã muốn tách ra khỏi và trở thành lập thêm một chính phủ, một cái phe phái chính trị riêng. Nó xuất thân từ con chó của chúng ta đấy, nó tăng corruption, tăng tham nhũng lên. -1 à? -1 thì chắc trong ngắn hạn thì nó cũng chưa chiến tranh được. Nhưng mà điều này là không tốt. Thằng này tăng khả năng tấn công chống lại các đơn vị Hellenic, nghĩa là nó chỉ chống lại được thằng Ai Cập rồi. Trung thành -1. Đảng phái vừa mới được thành lập. Gia tộc của chúng ta rất đông, nhưng mà chúng ta chắc không thể dùng nhiều như thế này được. Ổn rồi đấy. Như vậy là chúng ta đã có một cái lượng hạm đội rất là nhiều ấy. Và như vậy thì hoàn toàn mình chắc nghĩ là không sợ đâu. Chờ có quân xịn hơn để mua, nhưng mà cái vùng lãnh thổ của mình có vẻ trị an rất là tốt nhỉ. Bây giờ thì tiềm lực kinh tế của mình khá tốt. Macedo này có thể bỏ nhà lính đi được rồi, và mình sẽ xây ở đấy là một cái điện thờ thần Poseidon để tăng cái khả năng hỗ trợ cho kỵ hải quân. Ồ, ngoại giao thì phe này vẫn là thăng thấp nhất này. Em này nữa.
khoảng tốt. Mình muốn mua vài cái vùng đất đấy mà không mua được. Càng ghê. Ai chả, kinh tế của chúng ta đang bị giảm khá mạnh. Thế nên là mình vẫn bị trừ 1 này. Chưa có cách nào để tăng. Bổ sung tướng cho nó nhỉ. Patrick Cohen Viri. Chỗ này thì toàn Pompeii luôn. Thêm một hạm đội nữa của Patrick Cohen. Cái Patrick thì khá rồi, chưa cần vội. Chưa. Giờ mình sợ ai nữa nhỉ? Đâu có sợ gì, chẳng qua chỉ là chờ quân. Mình rất muốn mua các cái vùng đất kia mà khó quá. Chạy rồi à? Mình chạy à? À chạy hẳn rồi. Không dám lẩn vẩn đây nữa rồi. Bây giờ thì khi có bắt đầu có các hạm đội, mình sẽ cho các lực lượng hải quân gọi là thủy quân lục chiến của mình đi tấn công các cái vùng biển. Và chắc chắn là như vậy. Tăng vào cái này để tăng khả năng ám sát đã. Trời ơi, điểm trung thành. Thái cập đâu? Tiếp tục tăng đi ngoại giao với Thái cập cho anh. 39 điểm. Phe này đang thấp. Wow, sao mấy con này đi ngoại giao tốn tiền thế? Con tốt. Đang cần ngoại giao với hai bọn đấy. Ái chà. Thằng Ai Cập nó đưa quân ra tận đây, nó đánh thằng Lepidus rồi cơ. Khủng vãi. Ready for put your backs into it, you men. Your orders. Có vẻ như là khi chúng ta phát triển hải quân thì khá tốn tiền đấy nhỉ. Mình thấy nó khá tốn tiền đấy. Thấy nó tốn khá nhiều tiền. Tốn khá nhiều tiền. Cái lượng tiền dự trữ của chúng ta đã bị giảm. Nhưng thực của mình khá cái thu thuế tí chỗ này kiếm tiếp cái sàng này. Tình hình không dễ sống thế nào đâu. Nóng còn khắp nơi này. Trông chờ vào lực lượng hải quân. À. Rôm đỏ muốn hòa bình với mình. Ai giời ơi. Thôi được, đằng nào mình cũng sẽ cho hải quân mình đánh chiếm một trận tấn công đổ bộ xem như nào. Chiếm lại cái tỉ thành này à? Lượt sau.
Nhiệm vụ hai hạm đội hải quân này là sẽ tiến sang khu vực bên này và xử lý gọn ghẽ cái thằng các cái vùng biển đảo của nó mà. Lại sinh con. Ôi, lại đẻ con đẻ cháu. Đây rồi. Tấn công cho anh. Mua thuyền cung tên trước. Ai à? Áp kỹ tăng kinh quá nhỉ. Áp kỹ của hải quân nó luôn luôn là con số rất lớn. Nhưng mà đã là Popeye thì phải chơi hải quân. Ấy giả rôm đỏ tấn công đây. Khu vực này thật đã bạo loạn. Thằng rôm đỏ. My friend, you honor this place with your arrival. I, your humble servant in matters of diplomacy. Please be seated and take wine to cool the head before we hit the day with words. Mình có thể thuyết phục thằng này trở thành chư hầu của mình với điều kiện mình sẽ tuyên chiến với thằng Ai Cập. Thế thì tốt rồi. Vậy thì chỉ có vấn đề là chúng ta sẽ tuyển quân và đưa quân xuống địa điểm trợ nó thôi. Chúng ta đang có những cái hạm đội rất mạnh. Còn có thể thành lập thêm được một hạm đội nữa. Chỉ một mà không có cách nào để tăng được nhỉ. Thằng này bị trừ điểm ngoại giao rất mạnh. Cứ để đấy. Giờ chưa phải lúc. À, rút chạy à? Rút làm sao được mà rút. Gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all involved. So say the bones. Mình chưa sẵn sàng cho liên minh phòng thủ nào. Nó không có kẻ thù nào nữa. Đánh nhau với thằng dợ này, với thằng Đức này rất mệt. La Mã rất gặp nguy hiểm khi tiến vào đất vùng đất của những người Đức. Và lịch sử đã chứng minh thì cái này nó sẽ tăng trung thành hoặc là chúng ta sẽ thêm được một tướng lĩnh là một nữ chính trị gia nữa, nhưng mình sẽ chọn trung thành bởi vì trung thành của một cái phe mới thành lập đang rất thấp. Mày chết. Hải quân của Pompey đã có mặt. Rồi. Tinh tinh cấp như này thì cái điểm trung thành của nó sẽ tăng lên đáng kể luôn. Hay quá. Chứ gì nó đã phá nhà. Phá hết nhà. Được đấy. Chỗ này thực sự bây giờ mình chưa biết nên làm gì. Khách quan mà nói mình chưa biết nên làm gì. Bây giờ thì các phe phái cái phe Viri à Viri Chris. Hai thằng Viri kiểm soát khu này. À mình thì kiểm soát được bán đảo Ý và châu Phi rồi. Asia. Chờ mỗi một việc đó là thành lập quân đoàn châu Phi và tiến xuống thôi. Mình đang chờ lốt để nâng cấp nhà lính và đồng thời sau đó mình sẽ đây
Bên nhánh công nghệ mình sẽ nghiên cứu sang cái này để nó tăng hỗ trợ tối đa cho cái nhà lính tăng hỗ trợ này. Bây giờ nếu như chúng ta xong cái công trình đó, mình phải phá công trình này đã, xây cái nhà trận chiến cho kỵ binh nữa. Ai chà. Hôm nay được hỗ trợ rất nhiều vật thuế và các phí xây dựng. Chiếm nốt cái tỉnh này. Và đây nữa. Bây giờ nhiệm vụ của em đó, hạm đội này sẽ được di chuyển xuống phương Nam. Nhiệm vụ của thằng này sẽ là ở khu vực phía Nam. Và như vậy chúng ta sẽ có 3 hạm đội đóng ở khu vực này. Hoàn toàn có thể đây, đây và đây, có thể ngăn chặn tất cả các bước tiến của hải quân đối phương. Bên này chúng ta có một hạm đội rồi. Chúng ta đang có thêm một hạm đội nữa. Chúng ta có thể thành lập thêm một hạm đội nữa. Patrick. Hẳn là phải Patrick rồi, bởi vì là Patrick chưa có hạm đội. Thanh niên nào lấy vợ lấy chồng nữa, cho lấy vợ này, cho nó tăng trung thành đây. Hai phần trăm trung thành ở cái mức kiểm soát được. It is an honor to serve Rome. Fleet reporting. Chúng ta có gỗ luôn. Nhưng có lẽ mình sẽ rút khỏi vùng này. Rút vào để cho nó nổi loạn lên này. Mình không có ý định. We make this modest request in the knowledge that your coffers strain to contain your wealth. Hay quá, chúng ta tìm thêm được một đồng minh mới. Có thể thì mình sẽ muốn nó định đây rồi. Cộng 5 trung thành cho mỗi lượt, tuyệt vời. Cộng 5 trung thành đây, các bạn nghiên cứu cho mình cái nhánh này mắc này thì nó sẽ tăng hỗ trợ tất cả cho các đơn vị quân này. Cái này thì nó tăng cho hải quân, cái này hỗ trợ cho lục quân. Tất nhiên chúng ta sẽ phải tăng hộ lục quân trước. Và bây giờ thì chúng ta đã mắc nhà lính rồi. Chúng ta sẽ đây xây dựng cái nhà lính ở đây lên. Đây cuối. Và đây chúng ta sẽ hỗ trợ cho kỵ binh nữa. Quân đoàn này sẽ được cử xuống phía Nam để giải quyết vấn đề. Hạm đội này sẽ rút về để cho nó nổi loạn cái vùng này lên. Chúng ta không có ý định cần, mình không có ý định cần chiếm. Từ từ đứng lên. Lên hạm này à? Nếu như vậy thì cái hạm này nó lên cái gì? Thế mình sẽ phải tuyển cái quân này chứ. Sao cái kia thì nó lên thành cái này, mà cái này nó lại lên thành cái này nhỉ? Chết dở, nâng cấp kiểu này chết to. Vỡ mồm về upkeep. Thôi, chịu chơi một tí vậy. Đây rồi. Ăn lê co hốc. Đúng, đạp trâu đấy. Lưỡi. Có lên thay không nhỉ? Cũng mạnh mà nhỉ.
cần gì phải dùng đội cận vệ đâu. Ready for orders. Evocati có ho. Mạnh hơn, đan châu hơn, phòng khả năng phòng thủ kém hơn. Đội cận vệ thì không phải nói, quá chất. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.